Theo kế hoạch ban đầu, sau khi chuyển về từ Saint Trudense, Công Phượng sẽ thi đấu đến giữa mùa giải 2020 tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, câu lạc bộ này sẽ giữ được chân sút xứ Nghệ đến hết mùa. Từ khi gia nhập câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Công Phượng luôn được huấn luyện viên Chung Hae Sung tạo điều kiện thi đấu. Ở hai trận vòng bảng AFC Cup, tiền đạo 25 tuổi đã có 2 lần lập công giúp Thành phố Hồ Chí Minh giành 4 điểm và dẫn đầu bảng F. Ở một diễn biến khác, đồng đội của Công Phượng tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là thủ môn Thanh Thắng đã bị chấn thương cổ chân trong lúc tập luyện. Hiện cơ hội ra sân của thủ môn 32 tuổi ở trận tranh siêu cúp quốc gia 2019 vẫn đang bị bỏ ngỏ. Thanh Thắng được xem là người gác đền quan trọng của huấn luyện viên Chung Hae Sung khi anh có 21 lần bắt chính trong mùa giải năm ngoái. Trận siêu cúp quốc gia giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Hà Nội vừa được ban tổ chức chốt thời điểm diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 1 tháng 3 thay vì 19 giờ như dự kiến. Ngoài ra, để đề phòng dịch Covid-19, trận siêu cúp trên sân vận động Thống Nhất sẽ diễn ra mà không có khán giả. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng sẽ tính tới phương án cho 100 cổ động viên mỗi đội vào sân và quyết định chính thức sẽ được đưa ra trong vài ngày tới. Vào ngày 1 tháng 3 tới đây thì trận siêu cúp giữa hai câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trên sân vận động Thống Nhất mà sẽ không có sự góp mặt của khán giả và người hâm mộ. Đây là quyết định đã được thông qua bởi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trước đề xuất của ban tổ chức trận đấu. Có thể nói đây là một quyết định gây ra nhiều tranh cãi bởi trận đấu giữa hai câu lạc bộ mạnh nhất Việt Nam hiện nay là một trận đấu mà người hâm mộ và khán giả cực kỳ mong đợi. Và bên cạnh đó thì ban tổ chức trận đấu, đặc biệt là Trung tâm Thể thao Thống Nhất cũng có những phương án để đảm bảo sức khỏe cho huấn luyện viên, các cầu thủ cũng như là các bộ phận tham gia phục vụ trận đấu này. Chúng tôi cũng vẫn kiểm tra các vận động viên thi đấu cũng như là những người phục vụ. Khi vào sân là tất cả đều phải đo thân nhiệt là một, cái thứ hai là có cái nước sát khuẩn rửa tay. Chúng tôi cũng đã trang bị sẵn, mua sẵn và còn về khẩu trang thì chúng tôi yêu cầu khi các người tới thì chúng ta phải chuẩn tự cá nhân chuẩn bị. Còn nhân viên chúng tôi là đều phải đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ. Có mặt tại sân Thống Nhất những ngày chuẩn bị cho trận đấu siêu cúp quốc gia sắp tới, chúng tôi ghi nhận được những nỗ lực của Trung tâm Thể thao Thống Nhất khi họ đã tiến hành cải tạo thay thế mặt cỏ mới để phục vụ cho mùa giải năm 2020 sau khi có sự xuống cấp ở mùa giải năm 2019. Và bên cạnh đó thì cũng có những sự thay thế trang thiết bị cũ bằng những thiết bị mới hơn. Đặc biệt trong thời gian này thì ban lãnh đạo sân vận động Thống Nhất liên tục cho nhân viên y tế đến sân để phun thuốc sát khuẩn, tiệt trùng quanh khu vực tập luyện và thi đấu của các vận động viên cũng như là các phòng ốc chức năng để đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trong quá trình tập luyện và thi đấu, đặc biệt là để phục vụ tốt cho trận đấu siêu cúp quốc gia sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật tuần này. Trần Trần và Văn Nghiêm, phóng viên của Thể thao TV, Bóng đá TV, tác nghiệp tại sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.